Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là Cam Sành đang trong cái thời điểm là tiến hành kích bông sau khi tiến hành cái biện pháp phun phá lá. Sau khi mà phun phá lá, cái tỷ lệ lá nó cũng đạt hết, chúng ta sẽ tiến hành là áp dụng cái biện pháp là xử lý rễ cân bằng pH, rửa phèn hoặc là xử lý nấm bệnh, sau đó là tiến hành đi kích rễ và đi dinh dưỡng. Cái vấn đề đi kích rễ và đi dinh dưỡng thì chúng ta nên tiến hành là đi sớm, để các bạn đi trễ quá thì đôi khi cái lượng rễ nó không có đủ quá, và cái lượng dinh dưỡng cung cấp trễ quá thì đôi khi nó sẽ gây ra hiện tượng là nín mầm hoặc là ảnh hưởng tới cái bộ tàn trà của mình. Cho nên là cái vấn đề dinh dưỡng là chúng ta phải đi sớm kịp thời để cho cái quá trình bật bông nó diễn ra được mạnh. Đặc biệt là đối với những cái vườn mà nó có một mớ trái nhất định này nè, thì các bạn cần phải là tiến hành đi sớm để cho cái trái này nó phát triển. Và đồng thời là đối với những cái vườn mà nó mang trái như thế này thì cái vấn đề dinh dưỡng là các bạn phải đi nhỉnh hơn một xíu, tức là cái lượng nó phải nhiều hơn một xíu so với bình thường. Ví dụ bình thường thì chúng ta chỉ đi cho cái bông nó ra thôi. Còn đối với cái trái như thế này thì chúng ta phải đi với một cái lượng nhiều hơn một xíu để góp phần nuôi cho cái trái và đồng thời là nuôi cho những cái đọt cái bông nó mới bung mầm ra đều. Đối với cái vườn mà chúng ta tiến hành làm bông á, những cái trái này trong thời điểm làm bông mà tiến hành là xiết nước hoặc là phun thuốc á, nó lớn chậm, nhưng mà khi mà các bạn tiến hành là tưới phân tưới thuốc lại á, cái quá trình lớn của nó rất là nhanh. Cho nên là cái vấn đề mà nó hút dinh dưỡng rất là mạnh. Cho nên là trong cái thời điểm đi dinh dưỡng chúng ta phải tăng lên, hoặc là các bạn nên hỗ trợ kéo để cho cái quá trình ra bông nó diễn ra đều hơn. Đối với những cái vườn mà cái trái gì vậy nè, cái lượng tương đối là nhiều á, nếu như mà các bạn không tiến hành với biện pháp phun phá lá phù hợp á, thì cái cây nó rất là dễ nín mầm, tại chủ yếu là nó dồn dinh dưỡng cho trái, rồi lúc đó nó nín những cái mầm còn lại. Thì hiện tại là đối với cái cây này thì nó đang trong cái thời điểm là xì bông và nó thức cái mầm rồi. Đối với cái chùm này hiện tại là nó đã xì bông rồi. Cái quá trình xì bông trên cây nó cũng phụ thuộc vào cái thời điểm mà nó rụng lá nữa. Thí dụ những cái cành nào ở những cái thời điểm trước á, khoảng cửa cuối hoặc trong cái thời gian mà chúng ta ngâm mầm á, cái lá nó rụng trước thì nó sẽ xì trước. Còn những cái lá rụng sau nó xì sau. Nó xì mạnh nhất là trong cái thời điểm mà những cái lá nó rụng gọn, thời điểm mà các bạn tiến hành phun phá lá. Cho nên là đa phần những cái bông mà nó xì trước á, thì nó sẽ không có mập hung, tại vì chúng ta chưa có đi dinh dưỡng kịp thời. Đây là những cái này nó đang trong thời điểm xì đây. Hiện tại là cái đầu mùa mưa. Đối với cái vườn mà chúng ta tiến hành làm bông á, các bạn đậy màng phủ hoặc là xịt lan xịt nước. Thì đầu mùa mưa cái vấn đề mà nó dính nước mưa, khi chúng ta tiến hành kích bông á, thì cái cam nó sẽ xì bông ra, nó dính nước mưa đầu tiên. Mà đối với nước mưa đầu mùa á, cái hàm lượng đạm của nó rất là cao, do cái cây của mình nó thiếu nước trong cái thời gian dài nữa. Cho nên là khi quan sát bông ở thời điểm này á, các bạn có thể thấy là trong cái chùm bông á, những cái cây nào mà nó ra đa phần là cái lá nó sẽ lấn át cái bông một phần. Tức là chúng ta thấy cái lá nó dài, nó bự, tuy nhiên mà cái bông nó còn nhỏ. Cái nguyên nhân cụ thể là do cái vấn đề mà nước mưa đầu mùa, cái cây nó sẽ ưu tiên cho cái lá hơn khi nó hút á. Thí dụ vừa lá vừa bông, nhưng mà cây lúc nào nó cũng ưu tiên cho lá vậy á. Cho nên là có cái tình trạng là cái bông các bạn thấy nó nín nó nhỏ nhỏ, tuy nhiên mà về sau nó vẫn lớn lại bình thường à. Cái vấn đề này nó cũng tương tự như cái thời điểm mà các bạn thời điểm Tết á, chúng ta tiến hành lặt lá mai á. Thí dụ trước khi tiến hành lặt lá mai thì chúng ta sẽ ngưng nước 2-3 ngày để cho cái lá nó ổn định, với nó giòn, nó dễ lặt, và đồng thời là hạn chế xì mủ mà khi các bạn lặt. Rồi sau khi mà chúng ta lặt á, sau khi mà lặt lá mai xong á, nếu như mà vườn nào mà để ngưng nước khoảng 3 ngày, 4 ngày rồi chúng ta mới tưới nước lại, thì về sau các bạn sẽ thấy là cái nụ bông á, nó sẽ nhiều hơn là cái lá. Còn đối với những cái vườn nào mà khi mà các bạn vừa tiến hành lặt lá mai xong mà các bạn tưới nước lại, tưới nước nhiều sáng chiều, về sau cái lá nó sẽ phát triển hơn cái bông nó bị nín. Cái nguyên nhân là vậy. Tức là ở thời điểm mà kích bông ở thời điểm đầu á, cái vấn đề mà nó dư nước hoặc là dư đạm quá nhiều thì cái lá nó sẽ lấn át cái bông. Còn đối với đây là cái thời điểm đầu mùa, cho nên là mưa liên tục, cái hàm lượng đạm trong nước mưa nó cao, cho nên là những cái cây mà nó hút nước á, các bạn thấy là cái lá nó sẽ lấn hơn cái bông xíu, nhưng mà về sau nó cũng ổn định lên thôi. Cái đó là ví dụ cụ thể về cây mai chúng ta có thể quan sát.
Thí dụ thấy nó nụ nụ của cây mai rất là nhiều, nhưng mà lặt lá làm sao khoảng cái tầng sau tự nhiên thấy cái lá nhiều hơn cái bông là nguyên nhân vậy á, do vấn đề thì chúng ta tưới nước. Cho nên là những cái vườn nào mà kinh nghiệm á, chúng ta lặt lá mai xong thì để 4-5 ngày cho cái nụ nó trương bự lên đi, thì lúc đó chúng ta tưới, thì cái nụ nó bự lên thì nó sẽ hút dinh dưỡng, nó làm cho cái bông, nó làm cho cái lá chậm phát triển lại. Còn đối với cây cam này cũng vậy, mình vừa giải thích cái vấn đề mà thời điểm này tại sao mà đôi khi chúng ta thấy cái bông nó nhỏ mà cái lá nó lớn nhanh hoặc nó dài, là nguyên nhân là vậy, do hàm lượng đạm trong nước mưa nó cao. Là những cái trái này chúng ta có thể thấy nè, trong cái quá trình tiến hành phun xịt làm bông á, thì cái vấn đề phát triển trái nó vẫn diễn ra bình thường. Trái nó xanh, da nó rất là sần, cho nên là chứng tỏ đối với cây cam sành của mình cái vấn đề là thiếu nước thì nó không có làm ảnh hưởng tới cây quá nhiều. Nhưng mà đừng để dư nước nó sẽ gây ra tình trạng là vàng cây thúi rễ, hư rễ hoặc là rụng trái rất là nhiều. Đối với cái điểm đột trái, cái cây mà các bạn tiến hành là giữ nước ổn định, tưới vừa ẩm, thì cái tỷ lệ đậu trái nó sẽ diễn ra cao. Đối với cái cây này thì nó đang trong tình trạng phục hồi rồi, các bạn có thể thấy nè, nó rất là xanh lá rồi. Sau khi tiến hành đi phân đi thuốc làm mà chúng ta thấy cái bộ lá nó xanh, nó bắt đầu nó xè ra là nó ổn. Còn chưa xè ra thì cái vấn đề các bạn dễ độc, nó chưa ổn hoặc là đầu rễ nó ra chưa tốt. Này, cái bông này tương đối ổn nè, cái bông với cái lá nó vừa vừa với nhau nè. Những cái mầm này nó đang trong tình trạng thức mầm nè, chúng ta có thể thấy nó bật xanh ra đây. Nó xanh xanh ra đây. Mầm này nó cũng xanh luôn. Thì chu kỳ của cái bông thì thông thường nó dao động khoảng 30-35 ngày, tính từ cái thời điểm mà các bạn tiến hành phun phá lá kích bông tới thời điểm mà nó số nhị á, nó dao động trong cái khoảng đó. Những thời điểm đầu thì cái bông của mình nó giọt ra chậm, tuy nhiên mà những thời điểm sau khi nó giọt ra rồi thì nó lớn rất là nhanh, tương tự như mà cái lúc các bạn bấm lấy đọt vậy đó. Khi mà bấm lấy đọt mới bấm xong khoảng tuần đầu tiên không có thấy, nhưng mà khi nó búp mầm ra rồi thì nó giọt rất là nhanh. Cái bông nó cũng vậy. Tỷ lệ lá rớt tương đối phù hợp các bạn, tức là cái da vàng này nó chống chống. Đối với cái vấn đề phun phá lá thì đối với công thức của mình thì tiến hành phun phủ cây thôi, những cái lá già thì nó sẽ bị rớt hoặc những cái lá sâu bệnh, còn những cái lá non thì nó sẽ không bị rớt, chứng tỏ là những cái đọt ở phía trên đó, nó vẫn còn bình thường. Đây là những cái chùm bông này. Cái bông này tương đối mập này. Trong thời điểm nó nhú bông như thế này thì khi mà phun thuốc bệnh hoặc là kéo bông thì chúng ta kèm sâu gầy vô. Những cái cành mà nó rụng lá trước thì hiện tại nó đã u mầm rồi. Cái vấn đề tưới nước thì trong cái thời điểm này cái cây nó rất cần nước để cho cái quá trình bật bông nó diễn ra được mạnh. Tuy nhiên mà các bạn nên tiến hành là chúng ta tưới giữ ẩm thôi nha. Tưới vừa ẩm. Ví dụ một ngày chúng ta tưới một lần được rồi. Vừa ẩm để cái cây nó phát triển rễ, để nó hút dinh dưỡng, để cái đất nó mềm, nó gã ra lại, nó mềm lại đất. Đừng có tiến hành tưới dư nước quá nó gây tới tình trạng cũng như mình nói là nó sẽ ưu tiên đi đọt hơn. Hoặc là dư nước quá nó cũng gây ra tình trạng là ảnh hưởng tới cái bông nữa, nó cũng gây rụng bông nữa. Cho nên là chỉ giữ vừa ẩm thôi. Những cái chùm trái này các bạn thấy ha, nó rất là xanh trái nè. Khi mà chúng ta tưới phân tưới thuốc là thấy cái trái nó có màu xanh như này nè, là cái cây nó đã ổn định rồi. Rồi vì sao cái quá trình bật bông của nó sẽ diễn ra được gộ. Đối với trái ở thời điểm này thì cái vấn đề phòng bệnh rễ vẫn còn thực hiện và đồng thời là nhện đỏ. Đối với thời điểm giao mùa như thế này thì cái mật số nhện đỏ nó không có cao như thời điểm trước mùa nắng. Tuy nhiên mà chúng ta vẫn phải ngừa để khi mà nó đánh thì nó sẽ bị đen trái một bên hoặc nó đốm đốm trái. Bệnh rễ thì tiến hành phòng định kỳ, rễ do nấm, rễ do vi khuẩn. Này, các bạn thấy nè, những cái trái này đa phần là những cái trái chùm ha. Còn cái trái cái vết này nè, các bạn thấy đây. Cái vết quằn quằn nè, cái này là do bộ chỉ đánh ở thời điểm trái nhỏ.
Thí dụ cái trái của mình nó nhỏ sau khi xấu nhị nó rất là mềm, thì bọ chỉ nó sẽ tấn công, nó gây ra những cái vết này nè, những cái vòng tròn trên cái cuốn trái, nó là bọ chỉ ha. Cái này đối với cái những cái trái này thì làm bông trong cái thời điểm mùa nắng, không có mưa, cho nên là không có xịt thuốc bệnh, cho nên là nó không có bị rẻ. Còn đối với cái thời điểm mùa mưa mà thí dụ có một cái lượng trái nhất định ở trên cây á, thì chúng các bạn phải tiến hành là xịt bệnh kèm sau đó. Nếu mà chúng ta không có xịt bệnh thì nó gây ra tình trạng rẻ trái. Còn dinh dưỡng thì ở thời điểm này nó cũng tương tự như cái vấn đề mà các bạn tiến hành lấy đọt thôi. Thì muốn cho cái bông nó giọt ra nhanh thì các bạn ưu tiên đạm cao. Khi mà thấy biểu hiện nó đã giọt ra rồi đó, ổn định rồi đó, nó không có bị nín nữa, thì ưu tiên lại lăn cao để cho cái bông nó mập. Rồi khi nó chuẩn bị sổ nhị thì lăn với kali để hỗ trợ cho quá trình sổ nhị nó diễn ra được tốt. Thì cái vấn đề lăn cao kết hợp với kali nó cũng góp phần tăng sức sống cho cái hạt phấn của mình, hạt phấn của cái bông cam á. Ở thời điểm cuối mà các bạn đừng nên tiến hành bón đạm quá cao. Đạm quá cao cái cuốn bông này nè, nó dài ra. Đấy, cái cuốn bông này nè, nếu đi đạm cao quá cái cuốn này nó dài ra, nó dễ gây rụng nữa. Hoặc là đạm cao quá nấm bệnh nó cũng dễ tấn công nữa. Còn đối với thời điểm bông như thế này thì cái vấn đề phun sâu gầy mình vừa đề cập tới. Tuy nhiên mà khi các bạn tiến hành phun á, thì chúng ta phun với cái loại thuốc mát thôi nha. Đừng có xài những cái loại thuốc mà nó gây nóng quá. Gây nóng quá thì nó gây ảnh hưởng tới bông, nó gây ra tình trạng biến dạng bông. Ví dụ như mà các bạn tiến hành phun thuốc nóng quá đi, những cái bông mới búp búp như thế này nè, nó đang búp như thế này nè, nó sẽ sựng lại. Hoặc là những cái bông bự rồi như thế này, nó sẽ bị biến dạng trên đầu bông, nó bị hủng xuống, nó thụt xuống, hoặc là nó có cái hình dạng khác thường so với cái bình thường. Cho nên là sâu gầy ở thời điểm này thì theo mình thì các bạn nên tiến hành là phun quản lý thôi, tức là giảm mật số, chứ không cần chúng ta phun cái liều thật là đậm để diệt toàn bộ, không cần. Vì bông nó rất là mẫn cảm, đôi khi mà chúng ta phun với cái liều cao quá nó sẽ gây ra tình trạng nóng rồi nó ảnh hưởng tới bông nữa. Cho nên là thà mình phun quản lý, kiểm soát cái mật số nó thôi. Những cái này nó đang nhú, cái này thì nó sổ nhị rồi. Những cái bông mà nó sổ nhị trước là đa phần thì nó không ổn, tại vì ở thời điểm đó nó bị xì trước thôi, tức là nó mầm nó đã tới, nó gặp điều kiện nước nữa, hoặc không có gặp điều kiện nước thì nó vẫn xì được bình thường hết các bạn. Tại vì khi nó tới mầm thì những cái nhựa chất dinh dưỡng trong thân á, bắt buộc nó phải dồn ra thôi. Thì những cái bông sổ nhị trước á, thì nó sẽ không có im, tại vì nó không có đầy đủ dinh dưỡng. Ví dụ đối với cái thời điểm trước á, khoảng dao động trong vòng một tháng trước, cái tình trạng nắng nó rất là nhiều, mà nắng nhiều thì nó ảnh hưởng tới sức sống của hậu phấn. Thí dụ cái bông nó mới nhú ra vậy nè, mà khi mà nắng nhiều quá, cái quá trình tổng hợp và cái hạt phấn của nó đã bị chết rồi. Khi mà các bạn tách cái bông ra thấy nó đen thui à. Thí dụ nó mới nhú như vậy nè, mà điều kiện môi trường ở ngoài trên 30 độ C là nó ảnh hưởng tới cái bông này. Cho nên ở thời điểm đó cái quá trình sổ nhị của nhà vườn mình nó sẽ gây ra tình trạng như vậy nè. Vừa nở cái bông ra thôi là cái cánh nó đã khô rồi, nó cớp lại. Vì sao cái quá trình rụng trái nó diễn ra rất là mạnh. Còn đối với thời điểm hiện tại là cái tình trạng môi trường nó đã mát với lại rồi, cho nên là nó ít bị ảnh hưởng nữa. Cho nên ở thời điểm trước cái quá trình rớt bông nó diễn ra rất là nhiều, đa phần những cái vườn nào của mình nó cũng bị hết trơn á. Trong cái thời điểm này khi mà các bạn trong thời điểm làm bông á, chúng ta tiến hành xiết nước, rồi cái đất nó bị nứt ra, thì sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là khi mà tưới lại á, chúng ta rửa rễ, rửa phèn này kia. Cho nên là cái vấn đề phèn ở trong đất á, nó gai rất là mạnh, đặc biệt là có mưa nè, như nước mưa đầu mùa nó đẩy phèn rất là mạnh. Các bạn có thể quan sát những cái vườn mà thấy mưa đầu mùa ha, cái mương nó sẽ trong vắt luôn hoặc là nó tím rịm luôn, cái đó là phèn nó đẩy xuống hoặc những cái độc chất nó đẩy xuống. Mà thời điểm bông thì rất là quan trọng, đặc biệt là cái cây của mình nó đang trong tình trạng là gai rễ để nó phát triển được cái bông.
Cho nên cái vấn đề khai nước rất quan trọng. Nếu mà chúng ta chủ động khai nước thì các bạn nên khai nước thường xuyên. Còn không chủ động được thì chúng ta nên tiến hành là bơm. Thí dụ 3-4 ngày chúng ta bơm một lần. Tại vì trong thời điểm đầu cái vấn đề mà đi phân liên tục và thuốc liên tục nó rất là nhiều. Đôi khi nó sẽ trôi xuống mương. Mà trôi xuống mương nếu như các bạn tưới lên thì cũng được. Nhưng mà nếu tưới theo cái kiểu mà nó phủ cây á, phủ cây thì nó dính lên bông thì đôi khi nó gây ảnh hưởng một phần. Cho nên là cái vấn đề thay nước này rất quan trọng. Hồi xưa canh tác nông nghiệp thì người ta nói nhất nước gì phân tam cần tưới giống đây. Hiện tại thì cái vấn đề nước nó cũng rất là quan trọng. Và phân bón thì nó không có kém. Thí dụ các bạn xài phân thuốc cỡ nào nhưng mà cái nguồn nước nó không tốt thì cái vấn đề mà cái sự phát triển của cây á, nó diễn ra cũng không có im. Cái vấn đề này mình cũng có quan sát qua nhiều cái vấn đề thực tế. Thí dụ như đối với một số nhà vườn của mình á, thí dụ trong thời điểm đầu thì có một số nhà vườn của mình sẽ tiến hành lên liếp như thế này, rồi làm cái ghe thì chúng ta tưới. Rồi có một số nhà vườn là chúng ta vẫn lên liếp nhưng mà làm cái mương nhỏ, sau đó chúng ta lắp cái hệ thống tưới y chang tưới phun sương á, y chang như tưới sầu riêng đó. Thì theo mình là đối với trên đất trồng cam sành như thế này, cái vấn đề mà tưới cái hệ thống phun sương đó là nó không có đạt. Về cái độ ướt, khả năng thấm trong đất thì nó cũng y chang nhau. Nhưng mà khi các bạn tiến hành tưới bằng máy dầu, máy xăng á, với cái lượng nước rất là nhiều. Mỗi lần tưới thì cái phèn nó sẽ được gõ ra. Còn các bạn tưới bằng hệ thống phun sương á, chủ yếu là nó ẩm đất thôi chứ nó không có đẩy phèn ra được. Cho nên là những cái vườn á, theo mình quan sát thì những cái vườn nào làm lắp cái hệ thống tưới, thí dụ cái clip này nè, lắp cái ống chính giữa rồi hệ thống tưới, những cái vườn đó đa phần là cái cây nó phát triển không có im hoặc nó bị lọt sọt. Cây lớn cây nhỏ do tình trạng rửa phèn không được. Cho nên là đối với những cái nền đất phèn á, khi mà các bạn thời điểm đầu á, nhất là mùa nắng nè, tưới nước thật là nhiều luôn. Rồi sau đó thay nước thường xuyên thì cái vấn đề rửa phèn nó diễn ra rất là im. Thí dụ đối với cái vùng mà đất phèn dùng chủng cũng như tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp này kia, ở thời điểm trước cái vấn đề mà canh tác nông nghiệp nó diễn ra đâu có im đâu. Cho nên là nhà nước của mình sẽ tiến hành là đào những cái kênh để cho nó rửa phèn. Và hiện tại những cái vùng đó đã trồng cái cây rất là im rồi. Tức là đào kênh đi rửa phèn, cái này mình đào mương rồi nhờ nước tưới, nhờ xử lý. Cho nên là những cái thời điểm đầu như thế này nè. Sau khi chúng ta tiến hành tưới nước tưới phân trở lại, cái vấn đề phèn nó xì ra rất là nhiều. Cho nên là được thay nước rất là tốt. Các bạn cứ thay thật là cạn đi. Rút cạn ra, cố gắng. Thì về sau cái cây của mình nó sẽ phát triển tốt thôi. Và nó không gây ra cái tình trạng là thực phèn nữa. Đôi khi cái vườn mình xử lý không im mà cái lúc có bông chuẩn bị sổ nhị á, nó gây ra thực phèn thì cái bông của mình nó cũng rụng một phần nữa, hoặc cái quá trình rụng sinh lý nó diễn ra được mạnh nữa. Cho nên những thời điểm đầu như thế này, đây là cái điều kiện tốt nhất để chúng ta rửa phèn. Khi mà rửa được về sau cái trái của mình nó sẽ phát triển rất là tốt. Thì đối với cái cây này đánh giá cái tình trạng cái vấn đề phèn ở trong đất á, nó sẽ thay đổi liên tục luôn các bạn. Thí dụ như một cục đất như vậy đi, các bạn tưới thì xử lý được có thể lớp ngoài lớp trong, tuy nhiên mà mưa nước tưới này kia rồi nó dưới nó xì nó hực phèn lên nữa, cho nên là cái pH ở trong đất đó, nó sẽ thay đổi liên tục luôn. Đối với cái nền đất mà nó trực tiếp dưới nền đất này nè, cái vấn đề mà cân bằng pH cố định nó rất là khó. Thí dụ như các bạn lấy một cục đất mà các bạn bỏ vô chậu á, thí dụ như trồng mai trồng kiểng này kia, cái vấn đề mà cân bằng pH trong đó thì nó dễ, tại vì nó tách rời so với điều kiện bên ngoài. Khi các bạn tưới thì nó sẽ tách rời, nó không bị xì phèn, bị hực phèn gì hết á. Còn đối với đất nông nghiệp của mình, điều kiện môi trường chung, nước tưới chung, đôi khi phèn ở dưới đất nó hực lên nữa, hoặc là phân bón nữa. Cho nên là cái vấn đề cân bằng pH thì các bạn nên thực hiện định kỳ, ví dụ 2 tháng một lần hoặc 3 tháng một lần gì đó, tùy theo tình trạng cây. Và cái vấn đề phèn thì có máy kiểm tra thì tốt, không có máy cũng không sao. Các bạn cứ nhìn cái biểu hiện của cây đi. Chúng ta làm lâu chúng ta nhìn biểu hiện cây, thí dụ cây nó bị thực phèn thì nó sẽ vàng nè, cây đọt nó ngà nè, nó đi chậm nè, trái chậm lớn nè, rồi cái gốc nó bị đen nè, rồi nhìn cái nền cỏ nó không được tốt, không được xanh thì cảm nhận được là bị phèn. Thì chắc chắn sau khi mà các bạn đi những lần phân hóa học là cái pH nó sẽ bị giảm thôi. Cho nên là chúng ta phải thực hiện cân bằng lại định kỳ, không nhất thiết là phải dùng máy đo, và đôi khi máy đo cũng không có chính xác nữa các bạn ơi. Thí dụ ở vùng này chúng ta tưới những cái thuốc hoặc là dâu nó sẽ gom xuống cái vùng này chúng ta cắm vô nó phù hợp, hoặc đôi khi người đo cắm cũng không phù hợp nữa. Phèn này các bạn phải cắm cái đất nhão, tức là phèn là cái hàm lượng mà axit hoặc là pH nó ở trong đất, chứ mà các bạn cắm vô cục đất khô thì nó đo đâu có được. Ví dụ cục đất khô gan nè, cắm vô đây thì nó hiện lên nhưng mà không chính xác, cái phèn nó nằm mé bên đây thì sao, mà nó chưa tan ra, nó gặp nước hoặc gặp phân nó mới tan ra sao. Cho nên cái vấn đề thực phèn các bạn thấy nhất là những cái lúc mà mưa đầu mùa nè, nó thực phèn rất là dữ, là do phèn nó tan ra. Cho nên là khi đo pH mà đo cái đất khô gan nó không có chính xác đâu. Tốt nhất là các bạn nên xử lý cân bằng pH định kỳ đi. Đối với canh tác nông nghiệp thì các bạn cần lưu ý là
xử lý phèn y chang như đi phân đi. Nếu mà các bạn không xử lý phèn y chang như là không có đi phân đó, cho nên cái cây nó không có tốt thôi. Chứ không cần mà chúng ta phải đo dùng máy đo chính xác gì hết. Đối với cây này thì chắc khoảng cả, chắc hơn 2 tuần nữa thì cái quá trình bật bông nó sẽ diễn ra đều. Thì như mình nói cái chu kỳ phát triển của cái bông á, thì nó diễn ra từ 30 tới 35 ngày tùy theo điều kiện phân thuốc hoặc là lực cây. Ví dụ mới ban đầu nó sẽ búp búp nó nhú ra vậy nè. Khi mà nó nhú ra nó búp búp ra được như vậy nè thì có quá trình phát triển của nó rất là nhanh. Sau đó nó sẽ lớn lên như vậy. À, các bạn thấy nó lớn nè, lớn lên như vậy nè. Rồi nó sổ nhị rất là nhanh. À, đối với cái thời điểm trước như nãy mình có đề cập á, cái vấn đề nắng nóng nó làm chết hạt phấn, khi mà chúng ta chẻ cái bông ra nè, ví dụ những cái bông bự nè tách ra thì cái phần nhị nhị nè, nhị vàng vàng nè, nó bị khô chứ, nó đen xì à. Tức là cái quá trình thụ phấn của trên cây cam hoặc những cây trồng khác nó sẽ tương tự như vậy. Cái bông như thế này nó nở ra thì cái nhị màu vàng này nó sẽ tung phấn, nó lên cái nhị màu xanh này. Sau khi nó dính lên cái đầu nhị màu xanh này, nó sẽ thực hiện quá trình thụ tinh, tức là những cái hạt phấn đó nó sẽ đi theo cái đường ống của nhị màu xanh này nè, nó vô cái trái phía dưới đây nè. Khi mà nó đã vô được rồi thì cái cánh này sẽ rụng. Đối với thời điểm trước thì nó bị chết cho nên là nó chưa rụng cánh luôn mà nó rụng luôn cái bông nữa, cho nên đó gọi là thụ phấn với thụ tinh. À, cây cam của mình thì nó tự thụ phấn, cho nên là cái vấn đề mà cái cây nó tự đậu trái nó diễn ra rất là tốt. Nhưng mà nếu gặp điều kiện bất lợi thì nó gây ảnh hưởng tới cái bông của mình rất là nhiều. Hiện tại thì cái quá trình rụng lá nó đang diễn ra. Tức là khi chúng ta tưới nước là thì lá nó vẫn tiến hành rụng thôi. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Tân Dương, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Dạ. Dạ rồi, cái này ra cũng ổn hả chú?